cháu uống nước thế rồi chuẩn bị cái tư trang của mình thế nào cho nó hoàn hảo để chuẩn bị đúng 10 giờ đi. Hiện tại hãy cháu khẩn trương trở lại trong nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia ấy. Ông đi xuống quân đi à? Ông đi xe kia ở quê ông Hòa mà. Và thêm lời cho gia đình cũng như cô dâu chú rể ban tổ chức xin được thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các vị khách quý. Và thêm lời cho gia đình cũng như là cô dâu ban tổ chức, chúng tôi xin được có lời mời đến toàn thể các cô con các bà trở vào phía trong nhà. Và cũng xin được đón các cô các bác, các anh chị và các vị khách quý, chúng ta di chuyển vào bên trong bàn tiệc nước tiệc trà của gia đình ạ. Và bên trong sân khấu trường của gia đình nhà vẫn còn chỗ để mà chào đón tới toàn thể các vị khách quý. Và xin được đón toàn thể các vị khách quý, chúng ta cùng di chuyển vào bên trong bàn tiệc nước tiệc trà của gia đình nhà cô dâu Phương Thu để cùng ăn trà uống nước. Và chúng ta chuẩn bị tham dự vào cái buổi lễ vu quy để chúc mừng hạnh phúc cho người thân nam thân nương trong ngày đại hỷ hôm nay. Thay lời cho gia đình cũng như cô dâu ban tổ chức, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang chỉ hôm nay. Vâng, lần nữa xin được thay lời cho gia đình cũng như cô dâu chú rể ban tổ chức xin được có lời mời và xin được chân thành cảm ơn sự kinh doanh của bạn phải quý vị đang anh chị và các bạn xin kính thưa anh gia đình nhà chú rể Diệp Hồng và cô dâu Phương Thu, hôm nay ngày 4/3/2019 ngày 28/1/1 hai gia đình long trọng tổ chức buổi lễ du quy, chúc mừng hạnh phúc cho đôi ta trẻ trong ngày hôm nay. Lời đầu xin được thay lời cho gia đình cũng như chú rể cô dâu ban tổ chức, chúng tôi không biết nói gì hơn xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các cô dâu, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị và các vị khách quý. Vâng, lần nữa xin được thay lời cho gia đình cũng như chú rể cô dâu ban tổ chức, chúng tôi xin được vâng lời mời chiều mời nước tới toàn thể các cụ ông cụ bà, quý vị các anh chị và các bạn. Chúng ta xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn, những người luôn đồng hành cùng gia đình và chú rể trong suốt thời gian vừa qua, hết lời xin ghế khách quý của mình để biết được cái chiêm sự hỗ trợ và những lời hay ý đẹp các bạn đến cô dâu chú rể hai bên là gia đình nhà trai có nghi lễ để xin phép được đón dâu. Vâng, xin mời hai ông trưởng đoàn bước ra phía hai trưởng đoàn. Chính cho ngày hôm nay, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, và để chính thức bước vào buổi lễ vu quy, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay, một lần nữa xin được thay lời cho gia đình cũng như cô dâu ban tổ chức, chúng tôi xin công bố buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay được bắt đầu. Xin chào mừng những chàng trai hoàn toàn nhất được. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đúng là cổ nhân ngày xưa vẫn luôn có câu rằng dù có đi bốn phương trời, không đâu lịch sự bằng người quê ta. Để tỏ lòng hiếu khách thì chúng tôi xin được có lời mời đến ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để căn dặn đến cô dâu chú rể đặc biệt, và sau đó thì có cái lễ để xin phép được đón dâu. Vậy sư trưởng, chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay giòn giã nhất để chào đón ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Và xin mời ông. Kính thưa các cụ trưởng, kính thưa các cụ chung và tất cả các bên bè hai họ ba bên vương bè cùng tất cả các bè bạn thanh niên nam nữ của hai cháu xa gần đến tên tới dự buổi lễ thành tôn của hai cháu ngày hôm nay. Tôi đại diện cho gia đình nhà trai hôm nay là trong quá trình tìm hiểu của hai cháu đến ngày nay đã được chín muồi và được sự nhất trí của hai gia đình ba bên muôn đời của hai họ đã tổ chức cho hạnh phúc cho các cháu ngày hôm nay. Tôi đại diện cho nhà trai có một cái lễ cơ đầu hồng để đem đến gia đình nhà cái kính gia tiên, sau đó rồi để đón rồi đón ngoại đưa hai cháu về hội trường gia đình nhà ông Ánh Hà để dự lễ kết hôn cho các cháu được đúng giờ quy định của ban tổ chức. Cuối cùng xin chúc hội ôn có một sức khỏe dồi dào tốt, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ý kiến, những lời căn dặn, những lời cảm ơn của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Và để nối tiếp chương trình thì chúng tôi cũng xin được có lời mời đến ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái cũng đã có những lời phát biểu để căn dặn đến cô dâu chú rể, cũng như là có lời cảm ơn tới toàn thể các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, cũng như là các anh chị và các bạn, và sau đó là nhận lễ xin dâu của gia đình nhà trai. Vậy xin chào chúng ta nổ những tràng pháo tay rộn rã lên ạ. Kính thưa các cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác bốn bên nội ngoại của hai họ, vừa rồi là đại diện của họ nhà trai đã có ý kiến thưa chuyện với họ nhà gái chúng tôi, xin phép để cháu Thu về được làm dâu của gia đình họ nhà trai. Tôi là bác của cháu Thu cũng là được ủy quyền của ông bà ông tứ hàng giao cái trọng trách
bạn diễn tỏ nhà gái cùng với các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, hai bên nội ngoại họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận cái lễ xin dâu của họ nhà trai và đồng thời cũng đồng ý để họ nhà trai được đón dâu thu về họ nhà trai, để họ nhà trai tổ chức lễ hạnh phúc trăm năm trai cháu, để cháu chính thức trở thành dâu con của ông bà, ông ái nhà và hai bên nội ngoại họ nhà trai, và cháu Hùng cũng trở thành con rể của ông bà, ông Thế Làn và hai bên nội ngoại họ nhà gái chúng tôi. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác hai bên nội ngoại họ nhà trai mạnh khỏe và hạnh phúc. Thay mặt họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi hết vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ý kiến, những lời căn dặn, những lời cảm ơn của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình. Và để nối tiếp chương trình thì xin mời hai ông vào phía bên trong nhà để trao và nhận lễ xin dâu. Và chúng tôi cũng xin mời cỏ cây thì cũng từ đất mà ra, con người cho phép chú rể vào đón cô dâu để làm lễ xin dâu. Tiên báo với tổ tiên rằng nghe ý kiến, những lời căn dặn, những lời chúc mừng hạnh phúc của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình, anh chị và các bạn. Và trong khi chờ đợi hai nhân vật chính trong ngày hôm nay trở ra phía ngoài, và xin được đón mẹ của các cả trường em. Và xin mời mẹ lên đi ạ. Vâng, xin được đón mẹ và sau đó là cậu mong ạ. Vâng, chúng ta cùng các cả trường thời gian là đã được hai bên là gia đình ấn định. Và ông trưởng đoàn đại diện cho anh vừa, nhà trai anh vừa thông báo là đúng 11 giờ kém lâm là gia đình phải đi rồi. Vâng, xin mời mẹ đi ạ. Cố gắng cẩn trương. Chúng ta bảo đảm cái thời gian đưa vào đón dâu. Vậy xin mời mẹ của chú, cô dâu ạ. Và sau đó là xin mời cậu mợ Tuyến ạ, cũng đang chuẩn bị di chuyển ra bên ngoài đi ạ. Xin mời cậu mợ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là món quà vật kỷ niệm của người mẹ sẽ trao tặng cho cô dâu và chú rể để cảm rất nhiều. Kính chúc mẹ cũng đôi mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là lúc nào cũng cái trẻ đẹp như ngày hôm nay. Nếu mọi người đồng ý thì chúng ta lại được một tràng hoan tay nữa. Xin cảm ơn. Và chúng ta xin được mời cậu bà Tuyến ạ. Vâng, cậu bà là Tuyến đâu? Chúng ta trở ra phía ngoài đi ạ. Do điều kiện thời gian cũng cho phép nên là sau món quà của mẹ thì xin mời cậu bà mang cũng lên thôi. Mời cậu nữa đi ạ. Và cả cậu nữa đi. Và xin mời tất cả các cậu, các bạn, các anh chị em, cô dì chú bác, chúng ta có những món quà vật kỷ niệm thì chúng ta cố gắng sẵn trương. Và sau đó thì chúng ta cũng chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Xin mời ạ. Và xin mời cậu có lẽ đang quay mặt về phía dưới để cho nhà nhiếp ảnh lưu lại cái khoảnh khắc đẹp này, khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc của chú rể cô dâu. Vâng, chúng tôi thấy là hai ông trưởng đoàn đã có lời rồi, vậy thì chúng tôi cũng xin mời ông chú, hai ông trưởng đoàn sau món quà này thì xin mời hai ông trưởng đoàn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để nối tiếp chương trình thì chúng tôi xin mời ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa các cô và các và tất cả các hồi hôn, hôm nay là được ngày lành tháng tốt và những giờ là giờ đẹp. Cô thì các
Vâng, như thế là gia đình đã làm thủ tục đầy đủ rồi. Bây giờ thì là mời các cụ, các ông, các bà ăn trầu, uống nước để xin phép bà gia đình nhà gái đội gió ngoài đưa các cháu về để hội trường nhà ông bà anh Hà để chuẩn bị giữ lễ kết hôn cho các cháu theo giờ quy định của ban tổ chức và nơi nhà. Cuối cùng xin chúc các bà con anh em lên về và trong hồi hôn vui khỏe. Cô gì chú bác vừa rồi là đại diện của họ nhà trai cũng có ý kiến đã đến dò lành họ nhà trai xin đón cháu Thu về, xin đón cháu Thu về họ nhà trai để họ trai tổ chức lễ hạnh phúc trăm năm mai cháu. Tôi là bác của cháu Thu đại diện cho họ nhà gái cũng nhất trí và giao cháu cho họ nhà trai để họ trai tổ chức lễ hạnh phúc trăm năm mai cháu. Tôi xin nhất ý kiến. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ý kiến rất là đường nó mở nhỏ lắm. Cái này mình lâu ngày không đi cũng không biết đường nào không biết nào nữa. Chắc chuyện nó họ đặt người này đều này. Đầu lâm vào cuối lâm gần như kiểu chiến trường. Cái nào? Nó chôn kinh khủng, nó hốt luôn cái đảo này. Trắng cỏ ra không biết nào hơn cái nào ngốt luôn. Việt Nam nó nhiều ấy hơi như nhau tao thì như nhau hết, không có ông nào to ông nào bé cả. Ừ.
Bây giờ mà đói thì thôi, nước cướp trắng trợn nhau rồi. Đi hôm nào bác Tuấn Thái? Đi hôm 25. À đi sau con nhà Xuân Cúc à? Đi cùng một hôm rồi. Hôm đấy đi cùng hết. Tức là nếu mà mình đóng cho trường là 250. Ăn thì học phí nữa. Học phí các thứ mọi thứ là mình không biết nữa. Đấy hôm qua điện bảo thế bây giờ tiền đi mà mang theo mấy chục đi thì tiền mình có phải gửi thêm thang nữa không? Nên nó bảo khả năng không phải gửi nữa. Nếu mà đúng không? Thủ đô thì toàn đồi núi rồi. Và nó kiểu theo nó như thị trấn Sapa biết không? Đúng không? Đất nước nó nhiều đồi núi, nó bằng thẳng như thủ đô Hà Nội vì đâu. Thủ đô có đồi núi không? Đồi núi rồi. Ăn và rau cỏ các thứ thì thà thì nó kênh hơn mình ít thôi, nhưng gạo có mỗi gạo là 50.000 cơ. Thế cho nên các nơi nước ngoài nó đấy gần như giờ đi sắp đi nồi nọ thôi nào ông thế mãi không có con ông bảo giờ không biết nào nào sân này bé mới nó không có những cái thằng như thế cho xã hội đen nó vào nó chặt chân cái ai nó chặt nó dọa đấy gì nó chặt nó dọa rồi thế nó đi kiếm tiền như có phải nó đi chặt chân cơ chặt nó cổ nó kinh tế thế là nhà điều kiện nó không có thì giả mãi nó không chán thế nên là bảo ấy thế là cách xã hội đen đến bảo nếu các anh thích bắt đi rồi bắt hay ấy mua vào nút gia đình nó chói xong điện cho cánh đấy đến đi xong đến cánh đấy lại xoa như nó hương làm sao thế nó lấy một kê một đêm 50 triệu cho chán hạn là sang ở tại cái quân mình dẹp nhiều lắm rồi trong chợ trong kia như toàn quân mình vào mà toàn Bắc mình người Bắc mình vào vào cho vay nặng nãi à bỏ để loại mất dạy nhỉ vâng dẹp hết đang dẹp còn nhiều lắm bọn công an được đúng rồi dân nhiều nên dân ăn chơi sang phẳng lắm ở đây nó lừa toàn mẹ mua láo vàng nước nó mang ra cắm đời kiểu chú cho nó ở tỉnh nào Sapa ba thì còn được mấy người phải thế rồi chín ba tấn bắt cốt rồi ở nhà mấy năm ngoái đi được năm Thank you.
Đổ đất được đấy, người đổ đất này được cái gì, cánh làm đường người đổ rẻ nữa. Bây giờ phải bao tiền nó vậy? Đất làm dốc này lại còn được thêm tiền cơ đúng không? Được tiền phá nhà. Chào đón toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy nhanh chóng khẩn trương ổn định chỗ ngồi để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chào năm trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Cái đèn này nhấp nháy này.
khá cho màu trắng. Anh quen khó à? Quay thì bạn gì anh? Quay bạn gì? Em chụp đây mới hút này. Nó xấu, nó không rõ người gì. À đấy à? Đấy, mất tắt đi. À, dạ vâng, kính thưa toàn thể các bạn trẻ trân trọng và kính mến, xin mời hai bác trưởng đoàn mắt tay nhau để kết chặt tình thông gia trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được chúng ta một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? À, dạ vâng, kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô chị, chú bác thân mến, hôm nay được sự nhất trí của đồng ủy, ủy ban chính quyền địa phương, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, cũng như được sự đồng tình của đôi bạn trẻ Việt Hùng và cô dâu Phương Thu trong ngày vui hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi thay lời cho tình trai, xin trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn người gái cơ mật và một bác trưởng đoàn vị trai có lời đành căn dặn tới dâu hiền thể thảo trong buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ cha nam trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được chúng ta lùa một tràng vỗ tay thật to thật lớn để đón tiếp một bác trưởng đoàn gái có lời đành giao dâu ạ. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới toàn thể các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác nam thanh nữ tú và các vị khách quý có mặt trong buổi lễ cha nam của 26 ngày hôm nay mời chào trên đại tiết. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, cùng toàn thể cô dì chú bác bốn bên nội ngoại cả hai họ. Trong quá trình hai cháu Thu và Hùng tìm hiểu nhau, được sự đồng ý của hai cháu và sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương hai nơi đã đăng ký của hai cháu đã quyết định đi đến sự hiệu hạnh phúc căn năng của tôi là bác của cháu Thu, cũng là được sự giao cái trọng trách của ông bà ông tiến hàng, giao trọng trách đại diện cho nhà gái cùng với các cụ, các ông, các bà, cô dì hai bên nội ngoại của nhà gái chúng tôi đưa cháu Thu về họ nhà trai để họ nhà trai tổ chức lễ hạnh phúc căn năng cho hai cháu để cháu chính thức trở thành dâu con của ông bà ông mẹ nhà và hai bên nội ngoại họ nhà trai. Và cháu Hùng cũng được làm con rể của ông bà ông tiến hàng và hai bên nội ngoại họ nhà gái chúng tôi. Trước khi gửi lời tôi cũng không biết nói gì hơn thay mặt họ nhà gái cũng như chúc các cô ông các bà vâng, và xin dừng một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Vừa rồi một bác trưởng đoàn vì gái có lời đầy sao dâu đúng là đất có lề quê phải có đón có đưa có trao rồi mới có nhận. Vừa rồi con bên hai họ buồn lắng nghe một bác trưởng đoàn có lời đầy sao dâu. Và xin được trường ta đủ một tràng vỗ tay thật to thật lớn đón tiếp một bác trưởng đoàn vì trang có lời đầy nhận dâu ạ. Kính thưa các cô, kính thưa các ông các bà cùng tất cả các bạn thanh niên nam nữ xa gần của hai cháu, hôm nay được ngày lành tháng tốt và được sự tìm hiểu nhất trí của hai cháu và được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt giờ tốt, hai bên gia đình đã xây dựng hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Giờ phút này được sự là gia đình nhà trai đón và gia đình nhà gái đưa cháu về à gia đình nhà ông bà ông ấy được làm cháu và con dâu của gia đình. Lời đầu tiên tôi xin chân thành chúc các hồi hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, xin được một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Đúng là nhà trai hân hoan mừng thể thảo, nhà gái vui vẻ đón dâu về trong buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là tơ hồng thì thắm được từ đây. Lễ trao duyên mới của chú rể Việt Hùng và cô dâu Diêu Thu xin được phép bắt đầu. Và xin được một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Nhưng mà như hoa thơm như hương lúa thì tỏa ra khắp hội trường trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ cho nam trong buổi trưa ngày hôm nay. À, dạ vâng, kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô chỉ chú bác thân mến, đúng là công cha như núi lên trời, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng kính mẹ kính cha cho tròn trung hiếu thì mới là đạo con. Và xin mời chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu hãy bước vào trong nhà để làm lễ gia tiên dâng lên tổ đường trong ngày vui hạnh phúc. Và xin mời chú rể và cô dâu hãy bước vào trong nhà. Dạ vâng, kính thưa quý vị của đôi bạn trẻ trân trọng và kính mến, thay lời cho chú rể Việt Hùng và Thank you.
ra sân khấu, xin mời. Hai người ánh mắt đong đưa nhìn nhau say đắm thì lại càng say thưa tình nào trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chia sẻ việc hôm nay tôi thấy chia sẻ hơi run thế nào không nhỉ? Tôi tưởng là run thì tối nay các cô dâu Phương Thu mua luôn đấy, ba cái viên Fulaka diệt trừ run luôn đấy. Vâng, và chú rể Việt Hùng đang đứng trên sân khấu trong điểm hân hoan chào đón của quan viên bốn họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong tay chú rể Việt Hùng đang cầm một quả bom đổ trọng. Tôi không biết quả bom này là quả bom gì. Thế sao cho cô dâu Phương Thu như thế nào? Đúng không ạ? Đó là một chiếc cặp nhẫn cưới để trao cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Quý vị cho một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Vâng, chiếc nhẫn cưới này tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu. Chứng là vòng tròn, tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, nhẫn này thì mua từ tối hôm qua. Vàng 4, số 9 thì đính kèm kim cương. Nhẫn này trao nỗi nhớ, niềm thương. Và đêm nay rất khoát thì chân dần sẽ gãy làm năm đấy ạ. Một chiều chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin mời chú rể cố đeo ạ. Mặc dù nó hơi kích nhưng chú rể cố đeo vào cho nó vừa. Vâng. Và xin được dùng tất cả một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không nào? Vâng, và bữa tiệc cưới của chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu sẽ khác với bữa tiệc cưới của những nhà khác là thay lời cho chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu là có một bên là bàn sâm banh và một bên cắt bánh gato để tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời chú rể và cô dâu trả sang bần cái bánh để cắt những chiếc bánh chiên ngọt xèo bùi ạ. Chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu xin được mời chào mọi người tất cả các bạn như nào trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Cùng tuần này cô dì chú bác thân mến, xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay để cắt chiếc bánh. Vâng, trước là ơn mẹ ơn cha, xin con ra để hôm nay ngày vui hạnh phúc đã được con lớn trưởng thành trong ngày vui hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong năm mới chủ trường ngày nay. Xin mời chú rể và cô dâu cắt ạ. Vâng, và chiếc bánh thứ hai xin được cảm ơn toàn thể quý vị quý khách gần xa đã bớt chút thời gian vào ngọc của mình về dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong năm trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời chú rể và cô dâu chiếc bánh trai sẽ được cắt ra. Vâng, và chiếc từng bánh trên cùng được tượng trưng sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu. Và chú rể Việt Hùng và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc, xin mời chú rể và cô dâu ạ. Cũng như người làm chương trình, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được chúc cho chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê trong buổi trưa ngày nay. Xin mời chú rể và cô dâu trở ra bên bàn sân banh ạ.
Mặc dù chú rể Việt Hùng hôm nay là hơi run, mai làm thế nào cô dâu Phương Thu sẽ tối nay sẽ mua 3 cái viên vị Pula ca diện chỉ run ngay lập tức ạ. Vâng, ước gì anh là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, em sẽ là lắng mai để anh là hoa cỏ, em sẽ là lối nhỏ để anh bước vào đời trong ngày vui hạnh phúc. Và xin được dừng tay một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị cùng các bạn trẻ chất giọng và kính mến. Vâng, trai sông anh tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu, màu máu chảy vào con tim của đôi bạn trẻ trăm năm trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, chú rể và cô dâu Phương Thu nguyện chung sức chung lòng, chung chân chung gối, chung phong chung hoàn, chung cho lời thở tiếng tang, chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh. Và tối hôm qua chú rể Việt Hùng còn ngủ một mình, và tối hôm nay chú rể Việt Hùng đã có người tình làm bên. Hai người ánh mắt trong đưa nhìn nhau say đắm thì lại càng say đưa tình đồng. Vâng, và trai sông anh thứ hai sẽ được chọn ra. Thưa quý vị cùng đồng bào trẻ chân trọng và kính mến, yêu nhau mấy núi không leo, mấy sông không lùi, mấy đèo không qua, yêu nhau không quản đường xa, gần thì thương nhớ, xa thì cho mẹ cha vừa lòng trong ngày vui hạnh phúc của đồng bào trẻ trong năm trong buổi trường hôm nay. Và quý vị cùng đồng bào trẻ, chúng ta hãy rót lên ly trà ra thay cho chai rượu sâm banh trong ngày vui hạnh phúc của đồng bào trẻ trong năm trong buổi trường hôm nay ạ. Và chúng ta hãy rót lên ly trà ra tay cho chai rượu sâm banh trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong năm trong buổi trưa hôm nay được không ạ? Vâng, ba đứa tôi xin lời xin được mời bố mẹ của chú rể ạ, và xin được mời hai bác trưởng đoàn ạ chạy ra sân khấu, xin mời bố mẹ và hai bác trưởng đoàn ạ. Xin mời bố mẹ và chú rể ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin mời một bác trưởng đoàn của gia đình nhà Trang trở lên sân khấu ạ. Chú rể và cô dâu ạ, thầm đi dạo lên ạ. Và chúng ta hãy rót lên ly trà ra thay cho chai rượu sâm banh trong buổi vui ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong năm trong buổi trưa hôm nay không ạ? Vâng ạ, tôi ô chúc mừng ngày phúc, chúng ta hãy nâng ly lên được không ạ? Trân trọng và kính mến, đúng là công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ trong nước trong nguồn chảy ra, một lòng kính mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, cha già ôm lấy mang non nuôi con nay đã trưởng thành từ đây. Và xin được tặng ta là một tràng vỗ tay thật lớn thật to được không ạ? Vâng, và người bố người mẹ có phần quà tặng cho hai cái con trong ngày vui hạnh phúc, và xin được tặng một tràng vỗ tay thật lớn thật to được không ạ?
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, đúng là nước biển mênh mông không đông đầy tỉnh mẹ, mây chảy lồng lộng không phổ kín công cha, tạo tần sớm hôm mẹ đón con khôn lớn, bác cả tấm tân gầy cha che chở đời con trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ cha năm, trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ, trong ngày vui hạnh phúc ạ. Vâng, chú rể Việt Hùng và cô dâu Phương Thu không biết nói gì hơn, xin được chúc cho bố mẹ là luôn luôn mạnh khỏe tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui hạnh phúc ạ. Và tiếp theo trở lại chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời bố mẹ đỡ đầu của chú rể và cô dâu trở ra sân khấu ạ, có phần quà tặng cho hai con trong ngày vui hạnh phúc, và xin ông trường tặng lời một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị cùng thân bạn trẻ chất chồng và kính mến chú rể Việt Hùng và cô dâu Thu Thu sánh vai trên con đường trăm năm hạnh phúc, người bố người mẹ cũng muốn nói xử hơn, xin chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Vâng, vâng, cũng không biết nói gì hơn, hai con không biết nói gì hơn, xin chúc cho bố mẹ luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn mạnh khỏe trong ngày vui hạnh phúc ạ. Tôi rằng là anh Bùi ơi, anh Bùi vẫn quên một cái tiết mục nữa. Quý vị biết là tiết mục gì không ạ? Tiết mục là hi nhau hôn đấy ạ. Người ta bảo hôn nhau đi đấy ạ. Cần chúng ta chào chào vỗ tay thật to thật lớn không ạ? Và cho tôi hỏi chú rể Việt Hùng có bao giờ hôn cô dâu chưa? Chưa. Vâng, chúng ta trả lời rất thật là chưa bao giờ, vâng ạ. Nếu lộ hôn hôm qua là có hôn thì lộ hôn hôm qua không hợp pháp, và lộ hôn hôm nay có hôn là lộ hôn hợp pháp trong buổi vui, trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ trăm năm, trong buổi trưa ngày nay. Và xin mời chú rể và cô dâu đứng vào góc 37 độ 5 và 35 độ 7 ạ. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Vâng, không phải đừng sau quay đâu ạ. Vâng, và cho tôi mượn bó hoa được không? Chỗ nào là mềm nhất của cô dâu, xin chú rể đặt vào được không ạ? Vâng, chính là chiếc bờ eo ạ, chính là chiếc eo thon thả trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ mà thôi. Chứ mà chú rể đặt vào đây ạ. Và chỗ nào cứng nhất chính là bờ vai, xe cánh vác trên con đường trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ, trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày trời. Và xin mời chú rể và cô dâu tôi đến từ 3 đến 2 đến 1 nhé. 3, 2, 1, hôn nè các bạn, đã cho một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Vâng, và thật này xin mời chú rể và cô dâu làm lại, thả nhấp ảnh ra chưa chụp được ạ. Và chúng ta hãy dở những điện thoại ra để lưu vào tranh bạ trong ngày vui hạnh phúc ạ. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. 3, 2, 1, hôn nè các bạn, đã cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, người ta thường nói là có đi thì phải có lại. Vâng, có đi có lại thì mới toàn lòng nhau. Vừa rồi chú rể và cô dâu chủ động hôn vào môi cô dâu. Làm thế nào bây giờ cô dâu đáp trả lại hôn vào môi của chú rể trong ngày vui hạnh phúc được không ạ? Và tôi hỏi cô dâu Phương Thu này, từ lúc yêu chú rể Việt Hùng hôn chú rể mới làm được. Cô dâu nói trả lời là không nhớ. Chính tỏ là vâng, xin mời cô dâu đứng vào góc 37 độ 5 và cô chú rể đứng im. Vâng, mắt đen dim, tim ngừng đập. Vâng ạ. Trước cách hôn là miệng không được há lên miệng nồi, tránh trường hợp lưỡi chuồn cổ họng nha. 3, 2, 1. Vâng, quý vị ơi, trong tràng vỗ tay nào, hôn đi nào. Vâng, người ta thường nói là hôn vào môi thì để một trai một gái, và hôn vào má thì để ba gái một trai. Lúc nay tôi nhìn thấy cô dâu là hôn trượt. Làm thế nào hôn đúng vào môi được không ạ? Có được không, trong tràng vỗ tay, nếu được quý vị trong tràng vỗ tay thật to được không ạ? Vâng, 3, 2, 1. Được, tỏ cho mình trai trong tràng ạ. Nào, 3, 2, 1, hôn là quý vị ơi, cho một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, đúng là người ta yêu nhau thì mới được hôn nhau, đầy người chiếc cưới thì hôn đau hết mồm quý vị ạ. Vâng, quý vị có cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều, xin mời chú rể và cô dâu trả lời xin chào ạ.
Cái bên kia cứ để đó, không sao đâu, không được rồi em ạ.